cứ ngỡ rằng thị trường nó sẽ hưởng ứng quá trình tăng điểm của Dow Jones phiên ngày hôm qua. Khi mà thị trường Dow Jones nhận được thông tin đến từ chỉ số CPI của Mỹ đã giảm so với nhận định cũng như là giảm so với tháng trước, thì điều này thấy là thị trường chúng ta cũng đang rất kỳ vọng về vấn đề này. Và thị trường chúng ta cũng đã từng mở gap ở giai đoạn buổi sáng và tăng điểm rất là tốt lên kiểm tra những cái mốc đã mốc 1.2.65-67 cộng trừ. Nhưng thị trường chúng ta cuối phiên bị giảm điểm quay đầu trở lại và hiện tại không thể đóng cửa trên được cái vùng kháng cự ra vùng 1.2.60 điểm và tiếp tục một phiên đóng cửa dưới vùng 1.2.60 điểm ở phiên ngày thứ 11 tháng 8. Thì thử hỏi rằng thị trường phiên ngày mai, ngày 12 tháng 8, thị trường sẽ vận động như thế nào? Và hôm nay cũng là một cái phiên mà thấy là thị trường chúng ta có dấu hiệu của gọi là xanh vỏ đỏ lòng. Và lúc thị trường tầm khoảng 1 giờ chiều đó có đăng cái gọi là thông báo thế này cho mọi người. Và khoảng 10 giờ sáng người đó có đăng cho mọi người một vấn đề. Đó là thị trường chúng ta ngắn hạn chưa nào tiến được cái mốc 1.2.65 tới vùng 1.3. Và lý do tại sao người đó đăng những cái gọi là thông báo thế này cho mọi người thì mọi người cùng xếp video này cùng với người đó chứng khoán nhé. Và rất mong người hãy bỏ chút thời gian, nếu thích video của người đó chứng khoán, nhớ đăng ký nhé mọi người. Và rất mong người hãy bỏ một chút thời gian tham gia một số rung đồng ở đây của người đò. Người đò có chia sẻ một số định của người đò về thị trường, về cổ phiếu, hoặc là một số cái group cộng đồng về Zalo hay là Bay hay TikTok ở đây nhé mọi người. Hãy cùng tham gia với người đò chứng khoán nhé. Thì rất mong người hãy bỏ chút thời gian. Thì để không mất thời gian mọi người, chúng đến trực tiếp với phần video ạ. Thì mình thấy một điều ở đây, đó là chúng ta thì riêng phiên ngày hôm qua thì mà tính được thì chúng ta khả năng chỉ số CPI là một cái chỉ số mà khả năng rất là khó để vấn đề bị tăng mạnh trong cái tháng này. Tại vì đó phân tích cho khách hàng một số yếu tố như là về tác động như là giá xe cộ giảm này, giá xăng dầu giảm này, nhưng mà giá thuê nhà lại tăng nhẹ, dẫn tới là chỉ số CPI không phải quá giảm mạnh so với cùng tháng nhé, tháng trước đó. Nhưng mà tính được điều này, dẫn tới là chúng ta thấy là thị trường chúng ta khả năng sẽ có một cái phiên mở gap vào cái giai đoạn đó là phiên ngày hôm nay. Nhưng nhìn chung là chúng ta đưa một cái nhận định đó là thị trường chúng ta đã tăng khá là mạnh rồi, cho nên là khả năng chúng ta sẽ gặp rất nhiều những mã phiếu gặp những vùng kháng cự khá là cứng, chẳng như là nhóm ngành chứng khoán thì đã gặp đường MA20 của chặp tuần, hay là một số mã phiếu nhóm ngành bất động sản đã chạm đường MA10 của chặp tháng luôn rồi. Đó, rất nhiều mã phiếu nhóm ngành banh cũng đã chạm đường MA20 của chặp tuần luôn. Những yếu tố này cho thấy là chúng ta đã chạm những vùng kháng cự khá là cứng và đa phần những mã phiếu đã chạm rồi. Cho nên là việc mà chúng ta cũng như cổ phiếu bị điều chỉnh chung khả năng sẽ có. Và hỗ trợ trường sẽ quanh vùng đó là vùng 1.240 cho đến vùng 1.250 cộng trừ. Và kháng cự sẽ là vùng 1.265 cho đến vùng 1.285. Hiện tại không thể nào vượt được cái vùng kháng cự này trong phiên ngày hôm nay. Và đó là chỉ cho mọi người thấy một số yếu tố cho chúng ta khả năng sẽ giảm khi mà nhiều mã cổ phiếu này đã chạm cái quá trình chốt lãi từ 10-15%. Và yếu tố thứ hai nữa là nhiều cổ phiếu đã xuất hiện ra cái biểu đồ daily, xin lỗi mọi người, biểu đồ daily thì tạo mô hình gọi là một đỉnh. Biểu đồ MACD của chạc giờ á, một giờ á, thì chúng ta thấy được là dấu hiệu phân kỳ 2-3 đoạn rất là nhiều luôn rồi. Đó, ví dụ chúng ta thấy đây một số mã cổ phiếu như là mã cổ phiếu HLC này cũng đã hiệu phân kỳ này. Đó, phân kỳ gần như là 3 đỉnh đúng mọi người, phân kỳ 3 đỉnh của chạc 1 giờ. Hay làm thấy là đây mã cổ phiếu, đó là mã cổ phiếu VGC này, trước đó là từng phân kỳ này 3 đỉnh chạc 1 giờ này, sau đó bị giảm một phiên rất là mạnh về kiểm tra đáy của dãy body band. Đấy, đây là một cái ví dụ cho thấy là khả năng nhiều mã phiếu cũng sẽ chỉnh tương tự như mã phiếu VGC giai đoạn trước đó. Tiếp theo, đó là một số mã cổ phiếu, ví dụ như là SI cũng có phân tích này. Đó, hay là một số mã phiếu, đây, mình thấy này, đây là một phiếu cho mua hôm qua, rồi cho mua rất ít, hầu như là nhắc mọi người đến bán chốt lời tự động này. Đó, và chỉ cho mua mã cổ phiếu Hoa Sen, Hòa Phát và Nam Kim. Cần nắm lắc thêm mã phiếu BVG nữa, đấy. Đấy, chúng ta nên hạn thị trọng nhóm chứng khoán này, canh mua sau này. Hiện tại những nhóm này đang tạo hình hai đỉnh rồi. Hôm qua rồi nhắc rất rõ ràng cho mọi người là nên hạn thị trọng. Đấy, thấy không? Hai đỉnh. Và yếu tố nữa đó là những cái mã cổ phiếu, những mã cổ phiếu mà nhìn chung là chạm một giờ đa phần đều có dấu hiệu là chạm những cái dấu hiệu của đỉnh và phân kỳ rồi, cũng nhìn như vậy. Và riêng phiên ngày hôm nay thì đầu có nhắc nhở mọi người như sau, đó là tóm lại chúng ta khả năng càng lên cao, càng vượt những vùng 1.260 tiến đến vùng 1.270 thì chúng ta phải càng ngày càng nên bán nhiều hơn thay vì chúng ta mạo hiểm. Đó, cũng nhìn như vậy. Và khả năng chúng ta sẽ có một cái nến rút chân, không thể nào về được cái vùng 1.285 đến vùng 1.300. Đấy, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng sau cái đợt điều chỉnh này thì sẽ về vùng đó. Thì trước mắt cái vùng hỗ trợ chúng ta sẽ quanh vùng đó là vùng 1.240 đến vùng 2.250 cộng trừ nhá.
thì quanh về những vùng đó thì nó sẽ mua, và kỳ vọng chúng ta sẽ quanh về cái mốc đó, 1285 cộng trừ. Đó, giờ mọi người rất rõ ràng nhá. Thì mọi người nên follow. Riêng ở đây thì ở đây đã chốt này, chốt 60% trên mục sáng nay. Thì hôm nay cũng ở tầm 10 giờ 47 phút thì lúc đó thì chúng ta cũng gọi là khá là hưng phấn đó mọi người. Lúc đó nhớ nhầm thì chúng ta cũng đang quanh vút mốc tập đỉnh tầm 1267. Nhớ nhầm như vậy. Thì nhìn chung là nhắc nhở mọi người như vậy thì thấy được là những mã cổ phiếu như là kịch bản của thị trường như sau. Đó là chúng ta hoàn toàn thì về kiểm tra lại cái vùng đó, vùng 1240 hoặc là sâu hơn chẳng lại về vùng 1245 cộng trừ chẳng như vậy. Sau đó sẽ rút chân trở lại về những mốc đó, mốc tầm 1280, người đó nghĩ như vậy nhá. Cũng nhìn thị trường sẽ như vậy, sau đó tạo mô hình phân kỳ hai đỉnh ở đây. Đó, người đó nghĩ như vậy nhá. Đó, góc nhìn thị trường sẽ như vậy của chẳng một giờ. Và nó sẽ giống với cái nến của cái đợt này. Cái nến của cái đợt tháng 6, đầu tháng 6 là khi đó chúng ta cũng nói một phiên đã lên như thế này, sau đó chúng ta giảm điểm này, thùng dây bodyband này đó, sau đó mục đích là gì mọi người? Mục đích là để kiểm tra lại cái ngưỡng không. Mọi người học về MACD mọi người biết rồi, thường hay kiểm tra lại cái ngưỡng không để coi là có bị thủng ngưỡng không không. Thủng ngưỡng không thì thường là mất cái xu hướng tăng nhá, thì sau đó hồi phục lại này, cũng đã vượt cái vùng này, sau đó mới điều chỉnh lại. Thì chúng ta cũng đang kỳ vọng thì chúng ta cũng tương đồng như vậy, thì về những mốc nó mốc 1280, mốc 1285 trừ, sau đó điều chỉnh nhá. Thì nhìn chung là chúng ta đi vào cái bước gần như nước rút rồi nha mọi người, gần như bước nước rút rồi. Nhiều mã cổ phiếu đang ví dụ là tạo đỉnh của phân kỳ ba đỉnh này, hai đỉnh, hoặc là rất nhiều mã cổ phiếu như chúng ta ghi đây, bất động sản, thép, chứng khoán này, vân vân. Đó, ông thấy đây người đầu ví dụ rất rõ ràng, khách hàng thay như thế này và khả năng sẽ đi về đâu nhá. Đấy, ví dụ rất rõ ràng. Còn đây cũng nhìn thị trường, có nhìn thị trường về sóng ADS thì đầu ví dụ cho khách hàng như sau. Thì mình biết rồi, thị trường ta đã đi một cái sóng ADS, sóng điều chỉnh giảm, sóng năm đúng không? Từ cái vùng đó, vùng 1.500 về vùng 1.150, và ngắn hơn là từ giai đoạn mà tạo cái sóng năm á, thì chúng ta cũng đã từng giảm từ vùng 1.300 về vùng 1.150. Đấy, thì chúng ta đã có một cái sóng giảm ABC và bây giờ một cái sóng hồi phục ABC lại. Nhưng trong sóng hồi phục này cũng sẽ có một cái sóng nhỏ hơn, đó là sóng ADS, sóng từ một sóng ADS 5. Đó, thì đây là 1 này, 2 này, 3 này và 4 sẽ là quanh vùng đó, vùng 1240 cộng trừ. Sau đó 5 sẽ tiến đến vùng đó, vùng 1285 cộng trừ, người đồng nghĩ như vậy. Đó, người đồng nhắn nhất rõ cho khách hàng như vậy. Và hôm nay thì biết rồi, hôm nay chúng ta sẽ không mua bán gì hết từ giai đoạn đầu phiên. Và hôm qua cũng đã canh bán rồi, hôm nay cũng canh bán luôn rồi. Thì góc nhìn, nhưng mọi người nhớ nhá, người đồng nhắc lại nhá, người đồng ghi rất rõ trong tất cả nhận định của người đồng, đó là trung hạn vẫn thể giữ được và chỉ nên bán ra khi nó thay đổi xu hướng mà thôi nhá. Mọi người nên nhớ, mọi người đừng có gọi là quơ đũa một nắm. Rồi nhắc rõ trung hạn là vẫn giữ được. Tại vì là trung hạn ta mua bán xác định theo chặt ngày hoặc chặt tuần điểm ta bán, chứ phải xác định theo chặt giờ. Cho nên mọi người hiểu yếu tố này, chứ không mọi người lại xem khúc đầu khúc cuối rồi mới cắt ghép vào. Rồi mọi người hiểu rằng là người đầu bán tất cả cổ phiếu rồi kêu gào mọi người bán là sai hoàn toàn nhá. Người đầu không kêu, tất cả đều khuyến nghị và góc nhìn khách hàng, không nhìn góc nhìn đưa khách hàng về xuống ngắn hạn, xuống về trung hạn, và những mã phiếu ngắn hạn và xuống mã phiếu trung hạn sẽ mua bán thế nào nhá. Mình nhớ như vậy nhá. Thì rung đồng người đồng nhắc nhở mọi người từ giai đoạn từ đầu phiên sáng là những yếu tố nhá, cho nên là không mua bán gì hết, đa phần như vậy. Còn vấn đề về số CPI thì biết rồi, thì nhìn chung là so với nhận định của chuyên gia thì là sẽ giảm về tầm 8.7 nhá, nhưng chúng ta giảm về 8.5, dẫn tới là thị trường nó hưng phấn đầu phiên cũng như Dow Jones hưng phấn. Nhưng một yếu tố á, là vẫn những vấn đề này chúng ta đã dự đoán được rồi, và cổ phiếu và thị trường đã đi trước một đoạn rồi nha mọi người, chứ không phải bây giờ chúng ta mới nhìn thấy điều đó. Nếu mọi người muốn người đó phân tích rõ cho mọi người về vấn đề này thì mọi người hãy nhấn thích video, comment dưới video là mọi người muốn người đó phân tích rõ cho mọi người là yếu tố về thông tin, những vấn đề về thế giới về hiện tại ảnh hưởng như thế nào với thị trường, đó góc nhìn sắp tới như thế nào nhá. Đó, mọi người đã phân tích rồi, mọi người xem lại video này một video tổng quan. Nếu phân tích về một vấn đề phía cạnh nhỏ thì mọi người hãy đợi người đó làm một video. Cho nên mọi người hãy nhấn thích video, nhớ đăng ký kênh và comment dưới video để người đó có động lực làm nhé. Còn một video lớn hơn sẽ là video này, sẽ phân tích cho một quá trình này. Đó, người đó phân tích cho đầu tiên này, mình thấy này, những yếu tố tác động thị trường trên thế giới, đó là yếu tố về Mỹ, chỉ số về lạm phát có thể bị ổn định lại, nhưng chỉ số về gọi là suy thoái khả năng sẽ cao. Người đó phân tích như vậy. Đó, suy thoái về vấn đề về thất nghiệp này kia này sẽ tăng trong quý 3 và quý 4. Cái thứ hai đó là những cái vấn đề về Nga và EU. Thì thời gian vừa qua mọi người nhận thông tin khá nhiều đúng không? Những vấn đề như là Nga bắt đầu khóa đường ống chở dầu, đường ống dầu tới EU, đặc biệt nhất tới châu Âu. Đó, thì khi đó thấy một điều á,
là chúng ta dự đoán được điều này, và khả năng điều này sẽ tác động mạnh vào giai đoạn quý 3 và quý 4 khi thời điểm đó người ta nghĩ là sẽ một thời điểm thời tiết khá là lạnh nhá. Đó, vấn đề như vậy. Còn một vấn đề nữa, người ta phân tích về thế giới, đó là vấn đề về chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan. Hiện tại thì nhìn chung là vẫn chưa có gì xấu cả, hiện tại đều là hai khu vực đang nhâm nhe nhau thôi, và người ta nghĩ tác động yếu tố này sẽ không quá là cao. Yếu tố trong nước người ta phân tích trong người rồi, là khả năng chỉ số CPI, chỉ số lạm phát Việt Nam ta sẽ tăng và tăng như thế nào, và chỉ số về phát hành những tín phiếu này hay là phát hành OMO phát kiểu đang tăng lên, dẫn tới là áp lực tăng lạm phát Việt Nam ta sẽ có nhá. Những yếu tố như vậy là phân tích trong người rất là rõ. Và một yếu tố nữa đó là room tín dụng khả năng rất khó để mở, tại vì gặp một khó khăn, đó là bất động sản hiện tại đang gặp một khó khăn, dẫn tới là rất nhiều người lo sợ một vấn đề đó là bị hiệu ứng đôi, gọi là domino kéo dài giống như 509-210 nhá. Đó, những chuyện như vậy nó phân tích mùi rất rõ ràng như vậy. Mình xem review này nhá. Thì bây giờ nó sẽ phân tích trong người thị trường trong phiên ngày mai nhá. Cái phiên ngày mai thì người ta nghĩ rằng thị trường chúng ta sẽ một phiên sẽ kiểm tra về vùng đó, vùng 1240 cộng trừ nhá. Còn nếu yếu hơn nữa nhá, sẽ về kiểm tra về mốc này về mốc tầm 1225 cộng trừ, kiểm tra ngay điểm breakout ở đây, cũng như là khả năng sẽ về lắp cái gap ở đây. Nhưng người ta nghĩ chúng ta sẽ về quanh vùng đó là vùng 1240 thôi, tại vì nhiều mã phiếu hôm nay đã giảm rồi, cho là dư địa ngày mai giảm thêm một cây nữa sẽ chạm cái đáy của dãy body band của chạm 1 giờ, sau đó rút chân lại rất là cao đó mọi người. Cho nên người ta nghĩ sẽ quanh vùng đó là vùng tầm 1235 đến vùng 1240 thôi. Đó, rất nhiều người nói rằng khả năng thị trường giảm về vùng đó rất khó. Mọi người này, một số comment sẽ nói là cái việc mà giảm lại về vùng đó rất là khó, nhưng chúng ta phải thấy một điều á, là cái việc thị trường giảm là của thị trường và tác động cổ phiếu nó ảnh hưởng như thế nào nhá. Đó, một số người sẽ comment là giảm về 1240 rất khó, nhưng mà đây là cái nhận định riêng cá nhân của em, nhận định riêng cá nhân của người đó, và người đó muốn là mọi người sẽ sử dụng cái này và kết hợp thêm với một số định của người khác nữa để mọi người tìm được một hướng đầu tư của mọi người, chứ không phải là người đó bắt mọi người làm thế này, bắt mọi người đi hướng này, không phải như vậy nhá. Trong mỗi video đó ghi rất rõ, đó là tất cả video này mang tính cá nhân và không quyết định cho vấn đề mua bán và nhận định nhá. Thì cũng như người đó sẽ như vậy, và người đó sẽ ưu tiên mua vào phiên ngày mai hoặc thứ hai, nếu nó về kiểm tra vùng 1240 mà có dấu hiệu là dòng tiền rút chân, là vì nhất là sẽ mua một số mã phiếu ví dụ như là chứng khoán, như là một số mã phiếu SI. Đó, khi nó về kiểm tra là những mốc, đó là mốc phía dưới này. Đó, rồi sẽ mua quanh vùng này. Tại vì sao? Tại vì kiểm tra vùng này khả năng sẽ có một nhịp hồi phục trở lại quanh vùng 26 rất là cao. Chúng ta một nhịp hồi phục như vậy cũng đã một khoản lợi nhuận khá tốt rồi. Đó mọi người. Lợi nhuận cầm khoảng tầm 10% là có xảy ra. Nếu chúng ta đánh giỏi, lướt nhanh, xem xét cổ phiếu chọn tốt thời điểm. Đó, thì ta kỳ vọng như vậy. VD cũng sẽ kỳ vọng khi nó về kiểm tra những vùng nền hỗ trợ phía dưới vùng này. Đó, quanh vùng tầm 20 cộng trừ nhá. Về dòng thép, người đọc cũng sẽ ưu tiên một số mặt phiếu như là Hoa Sen, cũng sẽ ưu tiên khi nó về lại những cái vùng đó là vùng tầm 19, vùng 19 này, hay Nam Kim sẽ ưu tiên về những cái vùng này, tầm vùng 19.5 đến vùng 20.5. Tại vì những mã phiếu này chúng ta coi về chạc 1 giờ nhá, chúng ta thấy điều này. Ở những mã phiếu này chuẩn bị về gặp những vùng hỗ trợ phía dưới. Và hôm nay là một phiên nó đã thủng dãy body band của chạc 1 giờ rồi. Cho nên là khả năng sẽ tiếp tục một cái nến nữa, sau đó rút chân mà thôi. Giống cái đoạn này mọi người này. Người đó nghĩ sẽ giống cái đoạn này rất là nhiều. Giống cái đoạn này. Đây, giống những cái đoạn mà thường đã từng thủng dãy body band rút chân này. Đó, hay là chúng ta coi về giống cái đoạn này này. Đó, giống cái đoạn này này. Cũng đã từng thủng này body band 2 cây rút chân rồi này. Khi chúng ta mua này, ta kỳ vọng một cái phiên nào đó về là những vùng đỉnh cũ của cái nhịp đó, thì mình cũng sẽ có một khoản lợi nhuận rất là tốt nhá. Chúng người đó thấy là hiện tại đang giống cái đoạn này cao hơn này, đoạn này này. Đó, đoạn này cao. Ở một số mã phiếu như vậy nhá. Hòa Phát cũng tương đồng như vậy. Hòa Phát cũng đang giống cái đoạn này. Đây, Hòa Phát này khá giống cái đoạn này. Hay giống cái đoạn này. Tức là kỳ vọng một cái nến lên thì nó mới giảm lại với mã phiếu Hòa Phát. Sau thì góc nhìn như vậy thôi, chúng ta chưa biết được là sự giảm hay không, nhưng mà thấy được là khả năng nó đang kiểm tra cho body band và khả năng kiểm tra đường MA 50 của chặt 1 giờ, và yếu nữa sẽ về kiểm tra vùng 23 thì nó sẽ mua mạnh vùng giá 23 đến vùng giá 22.5. Một số mã phiếu như là về bất động sản thì đó cũng sẽ canh mua, nhưng nhịp hôm qua là một số mã phiếu bất động sản đã đánh rồi, cho đó sẽ không ưu tiên mạnh một số mã phiếu bất động sản nhá. Theo đó người đó sẽ ưu tiên nhiều mã phiếu khác hơn. CI chứ quên CI nhá. Thì một số mã phiếu khác hơn. Và mình thấy này. Người đó lấy ví dụ cho mình thấy nhá. Đây. Nhiều mã phiếu bất động sản đánh như này sẽ rút cây một cái đánh như này, thì chúng ta đang kỳ vọng nhiều mã phiếu thép
chứng khoán banh cũng sẽ đánh tương tự như vậy nha. Rồi một số mã phiếu đất xanh này cũng tương tự như vậy này, đó cũng là một phiên gần như chặn bỏ ban rút chân lại này đó, và rút chân khá là yếu, tuy rằng là nó đã thoát khỏi được một cái đường trên line giảm thế này, vẫn chưa thoát được nha mọi người, vẫn chưa thoát được luôn này đó, và khả năng là chúng ta vẫn chưa thấy được cái quá trình mạnh mẽ của nó trong thời gian sắp tới. Nếu được vẽ như này thì đã thoát rồi đó, thì nhìn chung là khả năng mã phiếu này phải điều chỉnh lại là cũng có khả năng xảy ra đó. Ví dụ thấy là một số mã phiếu như là HDC này, thấy không, cứ cắm đầu như này này đó, khi nào thủng boy band nó về vùng giá 46 khả năng có rút chân đó, nó cũng sẽ uốn giống như mã phiếu BCG đó, lấy ví dụ trước đó đấy, thấy không, nó sẽ uốn như này, nó giảm thủng boy band này vài cây này sẽ về như một hỗ trợ cứng vùng này, này nó mới rút chân, và một cái nến rút chân này sẽ là một cái nến tạo thị điểm ta mua nhá. Thường một cái nến rút chân kiểm tra một nhịp nữa ta mua, rồi sẽ ăn một cái nhịp hồi phục nào đó về quanh đoạn này, nằm quanh đoạn này đó, tầm 60% số mã phiếu như vậy. Trong ban người đồng sẽ ăn một số mã phiếu đầu tiên, ưu tiên hàng đầu với những mã phiếu mà vẫn chưa có dấu hiệu là phân phối giảm mạnh đó. Ví dụ như một số mã phiếu như ACB là sẽ căn nhiều hơn, nhiều hơn những mã phiếu còn lại. Đây là mã phiếu này nó mới chỉ là quanh cái ngưỡng, đó là ngưỡng đi đồng pha với giá mà thôi, chủ yếu là đi lệch pha, và nó cũng đang chịu yếu thôi, nó đang yếu như này thôi, và khả năng nó cũng sẽ quanh về những vùng giá 24.5 cộng trừ nó sẽ mua được, là nghĩ như vậy. ABB cũng là mã phiếu chúng ta đang cân nhắc khi nó chịu là quay đầu rồi, nó chịu quay đầu rồi, thay vì nó có chịu giảm mạnh thì nó có chịu quay đầu từ nhịp này rồi này đó nhá. Riêng một số mã phiếu như Techcombank này thì bắt đầu vào nhịp một nhịp chỉnh thôi, khả năng sẽ về những vùng giá tầm 37.5 đến vùng giá 38, và VBank rồi là STB đó rồi là VB cũng đều như vậy cả nhá, chưa có điểm mua thực sự với những mã phiếu này. Cũng như chúng ta sẽ như vậy một số mã phiếu nhá mọi người, thì tổng quan mùi như vậy thì video đầu tiên kết thúc thôi. Mọi người muốn người đó hướng dẫn rõ hơn, phân tích rõ hơn về danh mục của mọi người thì mọi người có thể nhấn nút thích video của người đó chứng khoán, nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái bảng số alo của người đó đây, hoặc tham gia cộng đồng đây, rồi kết bạn người đó hỗ trợ nhá. Thì rất mọi người hãy tham gia một số cái cộng đồng người đó chứng khoán ở đây nhá, mọi người cộng đồng người đó chứng khoán này, người chia sẻ một số cái bài viết này, hay là bay Facebook cá nhân này, hay rồi TikTok này kia nhá mọi người. Và xin chào mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo, và chúc mọi người buổi chiều vẻ của gia đình nhá. Xin chào mọi người.